phải chơi lá chơi đẹp, chưa là biển Nam ha, khu du lịch biển Nam giả ngoại kia tắm không? Trời đó thì trước đó là tôi tắm ở đây nè. Tôi tắm tiếng đồng hồ luôn á. Tôi tắm ở đây tiếng đồng hồ rồi mà trời ơi, biển nó êm mà tôi mê nhất là nghêu sò ốc. Biết. Ok mà dày á không? Con bố thì vú nhỏ, vú em bé rồi vú mới lớn á. Trời ơi, nước ở đây đẹp quá Phong ơi. Mày coi nước trong vắt sao mày 90 ngàn hay 60 ngàn gì tôi quên rồi. Nhưng mà dưới 100 ngàn là coi như là medicine pedicure, nhưng mà cái nước sơn mà sơn OPI thì giá khác, sơn cái gì thì giá khác, chả biết. Thay chả biết thay cái gì mà thay kiểu giống hầm. Lấy Cường thôi mà cũng gần 200 rồi. Nhưng mà ở chỗ Cường tự nho tự nhiên lắm đó nha. Hôm qua tôi đi hỏi giá làm móng tay móng chân. Mấy bên đây à, nó quy hoạch hết rồi nè, xây nhà cửa bên đây không nào mà chơi. Quay thường, bởi vì cái mắt thương OBI. Giống như mù đội bút. Giống như lâu đài, lâu đài cổ. Dừng đi dần biết luôn. Tuy Linh, thích đi. Còn Hà Nội với Minh hả, để từ hôm mười mấy hai chục ngày luôn mà chợ qua đó ai đụng tới không ai dậm không ai bẻ tới nhìn thôi, còn ngoài hả quậy thằng này quậy thằng kia quậy thằng này thằng nào quậy hơn thằng nào phá nhiều hơn người nó ngon ai bắt dám bắt nó bắt nó quay gần lấy chút không không lấy chút thôi lấy 10 giây lấy nhiều về cho con đó là thương một chút thôi 10 giây, 15 giây. Mày. Bà nói trên núi, bà nói là trên bà núi. Bà nói trên núi trồng có mấy cây, tôi hái tôi đem xuống cho cô. Cây trong nhà. Cái tôi nói thôi bà lên bà hái xuống nó đi, tôi ngồi đó chơi cả tiếng mà. Trái bà lớn vậy nè. Táo á, mà nó ngọt kinh khủng luôn á. Được rồi, quay chút xíu chơi. Để mình để dành rồi ra mình là nặng á. Anh đã đi mua. Quá trời đẹp quá anh Tứ. Cát chè, cát. Cái đường này y chang đường bên Mỹ đâu có khác gì đâu. Nhỏ chút thôi. Thì nó cũng là ba len. Len xe nhỏ, len xe. Tàu thuyền dưới kìa. Quá trời tàu thuyền dưới. Nhóc đẹp ghê nha. Rễ cây lá cây đẹp, chưa là biển Nam ha, chưa khu du lịch biển Nam giả ngoại kia tắm không? Trời đó thì trước đó là tôi tắm ở đây nè. Tôi tắm tiếng đồng hồ luôn á. Tôi tắm ở đây tiếng đồng hồ rồi mà trời ơi, biển nó êm mà tôi mê nhất là nghêu sò ốc. Tôi tắm ở đây nè. Nó mạnh lắm, Vũng Tàu thì nó quá mạnh rồi. Đây có được cái nồi tre nó giống như cái eo. Nó eo đó là cái vịnh, nó là cái vịnh. Nó không hẳn. Nó đẹp ghê á. Nè có tay nữa không? Tắm mà nè. Đó, tay nó tắm quá trời luôn kìa. Hai trong Tuấn rồi bà Hoàng Tử Tế ở dưới Cần Giờ đó cân ông Tuấn á, mình năm ngoái ông Tuấn cũng bệnh vậy lắm nha, nó thấy kì á. Con bố thì vú nhỏ, vú em bé rồi vú mới lớn á vú. Trời ơi, nước ở đây đẹp quá Phong ơi, mày coi nước trong vắt sao mày. Đúng rồi, một bận thôi. Bận gì á? Không, mình đi tụi thăm ơn vô à, mấy ông đang xây hầm căn cứ về trong quân sự á, vô mà thượng tá má chạy đồ vũ trang đó là banh vốn liền. Thằng Tàu có dám đòi không? Đó tao mắc nợ mày đó mày dám đòi không? Ngọt nữa đi. Lửa mấy trái bự vô cho tôi đi, thẳng chụp đèn đi. Đi 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 đi. Rồi ngồi cân, đừng có cân.
Ờ đó, chờ cầm chừng nó có bộ ngon á, bún chừng cái đâu. Nè, nó làm gì trắng trắng nó trắng quá trời. Lưới đó, lưới đó, mấy cái phao á. Nó thả xuống bắt mầm con á. À, mấy cái phao. Lúc mà không cần quay thì cứ quay hoài. Lúc đẹp gì mà không chịu quay, trời ơi. Cái này nó giống như cái gì, giống như cái chỗ mà tôi coi cái phim. Thôi nó đem về á, Vịnh Vịnh gì ngoài Hà Nội. Hà Long. À, Hà Long gì đó. Đúng rồi, chua thêm chút ngọt chút xíu. Ờ, qua đó nó lạc lạc đó. Nhưng con cá chiên ngon quá hả? Đâu có nói gì đâu, cứ thoải mái mà đi thôi. Bây giờ kiếm cho đổ xăng rồi mới đi đó. Ý anh nói là vậy. Tôi nghe có mà. Ừ, có thì có. Tại nãy mình cũng không biết rồi. Trời ơi, quay kiếm lên thì không nổi rồi. Quay kiếm lên. À, nói giàu quá. Cho bóng xe hả? Có màn đó nữa hả? Có chứ. Có luôn, không mà mình không yêu cầu. Thịt gì nó bóng xe mà nó phải chết chứ. Dầu cũng nhớ cái dầu nhiều cái đó. Dầu bóng thịt bóng vợ ấy thì. Nhưng mà sợ nó bụi, nó bụi lắm. Nó bám bụi, dầu nó bám bụi. Cái cô mà có đứa con là bà con gì? Dạ, con của em. Càng đi bộ luôn. Tắm cục đó có gì cứu nhau dễ, còn phân tán ra rồi. Chắc con nít quá. Lớn hết. Đi theo đoàn. Nè là bộ đội. À. Du kích. Mới nhí du kích. Men du kích. Quê gì du kích không có du kích á. Giờ này con mấy cảnh sát giao thông nó du kích mày. Không mà cái gì cũng vậy, cái xui nó cái hên chứ. Đâu có ai nó hên hoài suốt đời đâu. Cái xui nó nói chứ. Cái xui nó mới mà. Biển thiệt là đẹp đó nha. Quá trời đẹp. Ủa, chỗ đổ xăng không con? Có, nhưng mà từ từ chạy dọc bên cái này cũng khá thấy. Chạy đường này rồi đâu có chỗ bán cây xăng. Chắc quốc lộ phải có. Nhưng mà sợ nó xa chút gì. Cái xe mình chạy ngược với các hướng rồi. Nó nói gần lắm, chạy tới bỏ hai cái hả, ngã ba, ngã tư gì đó, tới ngã tư thứ hai đó. Với tay mặt chạy chút xíu là mấy trăm thước là tới mới có cây xăng. Rồi thôi đi hướng này cũng có mà thôi. Xăng ở đâu cũng có. Thì đều ghi á hả Tương? Không phải. Thì mới ghi cho quanh tráng luôn. Thì ghi cho mày nhớ đi. Mày ghi cho nó không có cây xăng rồi đâu có tao nó sẽ. Không thì chạy không bao nhiêu nhưng mà mình cũng hơi rung rung. Gần bờ không á. Ừ. Gần bờ. Trời ơi, chụp ảnh hả? Nên tay chụp ảnh. Ừ, tay chụp ảnh.
gì chứ? Cá này. Không có gì thế. Ta này phú yên là cái gì vậy? Cũng nằm phía bên đây nè. Phong phú. Mà gió nó nhỏ lắm, nó nằm riêng một mình à, không biết sao giờ. Riêng được đâu. Buồn á. Ừ. Cắt lúa đó, bay xuống. Cái ông thì cặp mềm đứng kế bên rồi cắt lúa chứ phải. Xanh đẹp quá mày ha. Tươi thiệt là tươi. Sáng giờ này thôi tới đi tắm cha nó kìa. Trời ơi, bãi biển này tắm đã. Tắm được hôm nay. Tắm nào anh? Im chịu nhẹ nhàng. Tắm tắm. Cá trắng xinh. Không? Ôi, nói đây, rồi nói gì rồi. Ở đây tên gì em ha? Này cổ mã. Hả? Cổ mã. Cổ mã, cổ là cổ, cái cổ đó. Mã là con ngựa. Cổ ngựa. À, cổ ngựa. Trời ơi, cái bãi này ngon lành nhất rồi. Cổ của con ngựa. Đây là Đại Lãnh nè. Đại biển đẹp. Đại Lãnh, đó, Đại Lãnh đó, bữa ai nói đó. Ai nói biển đẹp đó. Hả? Không. Bò lên được không? Không, thấy không? Lý tì vậy? Chậm vậy hả? Ừ. Bò đó, nó đúng bò đi thì nó bò. Cao quá à. Còn hơn cao nữa. Chắc cũng 20-30 cây. Đèo cả chưa đi á, lần đầu tiên hôm nay đi là đi đèo cả đó. Qua rồi, qua phần quân quyên này. Hiểu gì ba nghe bạn của ba nói đó, có đồng hồ mà ba Tech Philips nó bán 100 khoảng 120 đó, mà tốt lắm, mà đẹp lắm á. Ba Tech Philips á. Cái đồng hồ đó là nếu mà thiệt là 40.000 á. Hả? Nó Patek là PPATEX á.
và tắt Philip là chữ à. À, bà Tech Philip á, đồng hồ đó là mắc không Rolex nữa đó. À, à, cái hiệu mà cái gì đó hả? Cái gì, cái hiệu gì? Mà, cái gì? À, 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 à. À. À, 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 à. Nhưng mà muốn là muốn trơn hay là muốn bông hay là muốn bông hay muốn trơn hay muốn gì? Cái này cái ngựa bán cái đường. À, muốn lấy cục vuông thì bao muốn cục vuông. À à à 8 à 8 mấy bạc. Ok ok ok. Mà cái túi đó, cái túi nó hơi vuông vuông phải không? Cái túi cái mặt nó vuông vuông hay là nó hơi hình chữ nhật? À à. Cái gì? Biết rồi, là cái dây vàng vàng ấy, cái dây dài dài cái gì phải không? Rồi 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 rồi. Còn nếu mua mua mấy cái thường chừng 20 à. Việc. Ờ. Ờ ok, mai mà dày đó phải không? Bây giờ đi, bây giờ con nhắn trong cái message của ba đó. À, con nhắn không được hả? À, 4 tiếng rồi đó. Không, 10 tiếng nữa. Rồi ngày mai chú Cường ra. Bây giờ lên xe là có chú Phong nè. Không, đi với chú Phong, vợ chồng chú Phong ngồi xe chú ba nè. Giống như mình đi xe nhà mà mình đi đâu, mình đến đâu, mình đi tới đó mình nghỉ. Có. Phải có tụi con về chung thì vui hơn. Ừ. Ừ, năm sau mình coi mình về chung. Tới để coi có gì để coi có khả năng gì về chung hết gia đình luôn. Nó ok. Có ngừng đâu, đâu ngừng được không? Ngừng dừng 5 phút thôi. Cái đâu chân chuồng quá trời. Nó cứ đứng ở đây nè. Đứng là cụ đá đó.
đi. Mình chạy lên chạy xuống vậy nè, chạy lên bên kia kìa, mình chạy xuống thì có cái nào. Tự tự với Vũng Tàu ha. Chạy lên đây. Xanh dây à. Thành phố mình sạch đẹp quá hả? Ừ, sạch dây. Anh tôi chủ tịch. Ba đồng. $5. À. $5. Tầm 7, tầm 3. $5 con cua. Là ăn hoài, không có chỗ nào nó cơm chua được chưa nó. Trời ơi, ngon ơi là ngon luôn. Một ngày nó tới ba bếp, em có thấy không? Nó có ba cái bếp mà bự lắm. Mình ngồi ăn sát ngay bờ biển giống như là tối mình ngồi mình uống nước cà phê vậy đó. Ờ, y hệt như vậy đó. Đó, nhà hàng nó vậy đó. Đây là bãi biển của tỉnh Đà Nẵng. Sáng sớm 7:30, ngày 23 tháng 3.
đây là cái resort tên là Sandy. Bên tay trái mình đây nè. Chân khúc thôi. Cầu kia, cái cầu này đừng đi. Trung tâm phố cổ mà. À, trung tâm phố cổ. Cảm ơn này chưa? Ờ. Vậy là phải quên là mày sẽ xuống đây đi. Đừng ở đây có được không? Đó, phố. Mai mai xây là mai. Cầu Minh Đàm á, cầu kia. Còn cái cầu nào mà hồi tôi bên bển tôi đọc báo tôi nghe nó bị sạt một nghiệp là Cần Thơ. Cần Thơ. Còn mới tới cái cầu qua Cần Thơ. Ở đây Cần Thơ. Cầu này đẹp lắm á, mấy cầu kia không đẹp, cầu này chỉ cầu đẹp thôi. Đẹp. Cầu này thấy tương đối. Quý em gì, quý nó bỏ túi xong rồi không?